mùa xuân mùa của sự sống vạn vật đều bắt đầu sinh sôi mẹ của tôi cũng bắt đầu thúc giục kết hôn những buổi xem mát thường xuyên tới mức qua loa mẹ tôi cái gì cũng giỏi chỉ một xíu không tốt đó là bà ấy quá thích cạnh tranh kể từ khi bạn bè của bà ấy lần lượt lên trước bà ngoại mẹ tôi ngoài miệng thì nói không vội nhưng trong lòng đã sốt sắng cả lên mỗi ngày vừa mới thức giấc đều hỏi tôi đã có đối tượng chưa hồi nhỏ tôi muốn nuôi chó mẹ tôi không Bây giờ bà ấy muốn ôm cháu trai Tôi mơ đi Năm nay tôi 25 tuổi Mỗi tuần bà ấy đều sắp xếp 10 buổi xem mắt cho tôi Những người không biết đều nghĩ rằng tôi đã 55 tuổi Tính tình bà ấy nóng nảy Còn tôi thì như con lừa Để bảo vệ hòa bình thế giới Để duy trì hạnh phúc gia đình Để tránh đi những xung đột không cần thiết giữa mẹ và con gái Nên lần nào xem mắt tôi cũng đi Và lần nào cũng trắng tay trở về Cũng chẳng phải do mắt nhìn của tôi cao mà chủ yếu là do bà mối hiện tại và người không kén chọn mới là những người đàn ông đó. Miễn là tiền mặt đặt đúng chỗ, người chết cũng bị bà ta nói thành người sống. Mỗi câu mỗi chữ bà ta nói ra khỏi miệng, 10 phần thì hết 10 phần là lừa gạt. Và một buổi hẹn hò giấu mặt, bà ta nói: "Người ta mở công ty, dưới trướng có hơn 10.000 nhân viên." Ờ ừ, thì kết quả là người đó nuôi ong mật. Lần trước bà ta khen hết lời bảo tài nấu ăn đỉnh của chóp. Đến gặp mặt thì mới thấy đối phương bị cụt một tay Còn lần kia bà ta nói Cào mét tám yêu vận động Đến khi gặp thì mới thấy người đó như một quả trứng kỳ diệu Thế mà bà ta mạnh miệng nói Tuy rằng anh ta chỉ cao 1 mét 6 Nhưng anh ta bật nhảy là được 1 mét 8 rồi Tôi... Dì ơi gì, đừng làm bà mối nữa Dì chuyển sang bán hàng đa cấp luôn đi Dữ dằn hơn con ở phía sau Bà ta nói là người trung thực rất kiệm lời Ừ ờ, kiệm lời bởi vì anh ta là người thực vật nghiệp từ miệng mà ra nghiệp theo ta từ kiếp này tới kiếp khác đây cũng chưa phải là lần dữ nhất bà ta làm mai cho tôi một tên tội phạm giết người còn thể son sát cam đoan cậu ta đã hoàn lương rồi không giết người nữa còn nhìn xem chẳng phải cậu ta vẫn chưa giết gì hay sao tóm lại độ tin cậy của bà mối nằm ở cực âm nhưng mẹ tôi lại tin vào cái thể loại ma quỷ này vẫn sắp xếp xem mắt cho tôi như mọi khi trần trước tôi còn chưa bước ra cửa sau lưng bà ấy đã mở video xem quá trình sinh con cười tới tít cả mắt con gái còn phải diện cho thật đẹp lần này chắc chắn là một người đàn ông chất lượng cao tôi cười một cái qua loa cho có lệ mọi người xem bà mối trước sau vẫn cứ mấy câu khoe khoang như vậy chẳng biết xấu hổ mà cứ đinh ninh thổi phòng có thể thấy có những kẻ lỏng dạ đen tối từ lúc mới sinh ra mẹ tôi nhìn qua mày cau lại còn cất điện thoại đi qua đây mẹ xem hôm nay con ăn mặc như thế nào Xe thấy tiền lệ tôi từng mặc quần áo của bà ngoại ra ngoài Khiến cho nhà trai chạy thục mạng Mẹ tôi vẫn còn hãi hùng Đương nhiên tôi chiều theo Áo khoác kaki với giày cao gót màu mè Mẹ tôi hài lòng gật đầu Tôi nhìn điện thoại cười một cái đầy ẩn ý Mẹ tôi có trương lương kế Tôi có thang trèo tường Mà tới đó cũng chẳng có nghĩa là chuyện thành Vừa khuyên vừa đuổi Chính là sở trường của tôi Tôi kéo áo khoác lại Gải kỹ hết tất cả các nút áo Màu đỏ nhàn nhạt mơ hồ lộ ra. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê, cũng chẳng tại sao cả. Lý do chính là tại tôi quen thuộc với nơi này. Tôi đến đây cũng được 7 hay 8 lần rồi. Mỗi lần đều là một tách cà phê đen. Lần nào uống nó, tôi lại cảm thấy cuộc đời mình thật vất vả. Vẫn còn cái cách thời gian hẹn chừng 5 phút, đầu bên kia nhắn tin qua bảo anh ta đã đến rồi. Trong vô thức, tôi ngước nhìn xung quanh. Dựa theo kinh nghiệm của bản thân, người có thể để bà mối mặt dày mày dạn khoe khoang. Chắc chắn là người đứng kéo quần nhiều nhất trong tiệm, dù không phải thì cũng kéo quần ít nhất là hai lần. Quét quanh một vòng, có hai vùng biển Thái Bình Dương, mẹ ơi, cứu con. Tuy nhiên, cũng có một anh chàng đẹp trai đứng đó, mặc âu phục màu đen, dáng người thẳng tắp. So sánh làm chi, để rồi thấy được sự tranh lệch một trời một vực thế này. Điện thoại hiện lên thông báo. Người đàn ông xem mắt thứ 10. Bàn số 1, hôm nay tôi mặc đồ màu đen bản số 1 sao? Tôi ngước mắt nhìn về hướng đó, thì thấy anh chàng đẹp trai lúc nãy xoay đầu lại. Trông rất đẹp trai, làn da trắng lạnh, tầm mắt chúng tôi va vào nhau. Dường như anh ta đã xác nhận được điều gì đó, bỗng nhướng mày. Ờ chuyện này, là anh chàng đẹp trai đó sao? Tôi đang cố bình ổn lại tâm trạng muốn trời thề của mình. Sau đó lặng lẽ đi qua rồi ngồi xuống. Tống Vi Vi. Anh ta duỗi bàn tay thon dài cân đối của mình ra, nhẹ nhàng bắt tay tôi tay áo được sắn lên trên cánh tay hiện rõ vài đường gân xanh Trần Hoài Chi xúc cảm ấm áp truyền đến cả người tôi cứ lâng lâng tôi vội cầm tách cà phê trước mặt uống một ngụm cường vị đắng chát khiến da đầu tê dại những suy nghĩ bất thường của tôi cũng lập tức tan biến để làm anh ta biết có mà lui đổ toàn bộ lỗi cho anh ta đây là sở trường của tôi hãy nhìn thật kỹ nào trình độ học vấn thì sao tôi không thích người học rốt lần trước cũng gặp một người âu phục dày da như thế này anh ta nói anh ta đã tốt nghiệp. Ờ, à, có bằng đại học đúng là tốt quá rồi. Kết quả một giây sau, mọi chuyện đã chặt đường dây. Anh ta tốt nghiệp nhưng là tốt nghiệp tiểu học. Một đao đoạt mạng khiến cho tôi mở mang tầm mắt. Trần Hoài Chi thở dài, nhưng cũng chắc chỉ là ảo giác của tôi. Giọng anh ta có hơi nuối tiếc, khó khăn lắm, mới lấy được bằng tiến sĩ. Anh ta còn đưa giấy chứng nhận cho tôi xem. Nhìn dòng chữ, tiến sĩ khoa học máy tính đại học Oxford, tôi im lặng gấp lại. Chết mợ, Đá phải tấm sắt rồi Tôi nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác Căn hộ nhà anh có mấy phòng Họ hàng nhà tôi rất nhiều Sau khi kết hôn đều phải ở cùng họ Đây là làm khó được rồi đúng không Chắc mẹ sẽ đánh tôi Khi nghe tôi nói vậy mất Ba đời đều là con một Đâu ra bảy người cô với tám người gì Ờ tôi cũng thích náo nhiệt Căn hộ chồng cũng nhiều Xây xong cũng chưa có ai ở Anh ta vừa nói vừa lấy ra một cái túi nhựa Dùng dùng cái túi Làm chìa khóa bên trong kêu lạch cạch Cảm giác bối rối tự như Lâm Đại Ngọc cưỡi lửa ma băng qua rừng. Xem như anh giỏi. Tôi hắng giọng. Tôi chỉ thích người cao trên 1m8. Người lần trước tự nhận 1m8 nhưng lại không tới tầm đó. Nếu khai man chừng 3cm thì con có thể hiểu được. Nhưng thế nào 1m8 của người đó còn không bằng 1m75 của tôi. Nghe thấy thế, người đó còn tức giận với tôi, muốn cùng tôi đo lại chiều cao lần nữa. Nghe tôi nói xong, khóe miệng anh ta khẽ cong lên. Mí mắt híp lại hiện lên ý cười, dáng ngồi tùy ý nhưng khí chất lại sạch sẽ. Tôi không biết người đó có cao 1m8 hay không, nhưng người ngồi trước mặt cô không dưới 1m8. Có chuyện gì với bà mối vậy? Sao lại không giống với trước kia? Nhưng anh ta đúng là mẫu đàn ông chất lượng cao. Thôi, đành dùng kế đả thương kẻ thù, một ngàn tổn hạn tám trăm vậy. Tôi khẽ cắn môi, vẻ mặt thấy chết không sờn. Dựng chuyện nói. Nói thật với anh, tôi bị vô sinh. Rồi, cỡ này đủ tàn nhẫn chưa? đâu ngờ được anh ta nhìn tôi với vẻ kinh ngạc giọng điệu lười nhác cười như không cười ồ thật trùng hợp tôi cũng vô sinh gặp phải đối thủ rồi không còn cách nào khác tôi đành phải tung ra tuyệt chiêu tôi nhắm mắt lại cởi áo khoác lộ ra chiếc áo vượng tử bó sát bên trong tiếng hít thở mạnh mẽ vang lên xung quanh tôi khuôn mặt tôi bình thản nhưng nội tâm lại tràn đầy phong phú chắc anh ta đang cười nhạo chuyện này thật điên rồ cũng cười nhạo người mặc dám mặc cả chiếc áo vượng tử bó sát Tôi trông mong nhìn anh ta, như vậy đủ biến thái chưa? Biểu cảm của anh ta có chút lạ lẫm, sau đó nở một nụ cười đẹp trai người người, làm người khác muốn khinh rẻ. Yên lặng dưới chân ra, một đôi giày bằng vàng sáng mắt muốn lé mắt. Anh ta cất giọng. Tôi cũng thích giấy Chelsea vàng. Cái này ngoài tầm vũ trụ rồi. Tôi giả vờ còn nhìn anh ta có thấy miếng giả vờ nào đâu. Sức chiến đấu của tôi về không rồi. Này người anh em, làm sao anh mới chịu bỏ cuộc? dường như anh ta rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ sắp nổi khung này của tôi tiếng cười trầm thấp tràn ra từ sâu trong cổ họng anh ta khể hước nói ra một chữ không tôi nắm chặt điện thoại vừa định xách túi bỏ đi thì điện thoại reo lên dù không vượt loa ngoài nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng của mẹ tôi con gái con cùng hoài Trí thế nào rồi đó là một đứa nhỏ ưu tú nhớ lúc trước hai đứa còn bất hòa nữa chứ hồi nhỏ con ý mình phát triển sớm cao hơn người ta nên thích bắt nạt người ta còn diễn vai trừ bắt giới, còn ép người ta diễn cao thúy lan. Càng nghe càng thấy bất ổn, càng nghe sắc mặt lại càng kém. Nghe giọng điệu này của mẹ tôi thì dường như bà ấy đã biết Trần Hoài Chi là ai. Mẹ à, người này không phải là do bà mối giới thiệu sao? Mẹ tôi ghét bỏ, sao có thể được? Với ánh mắt của bà ta thì vừa nhìn thôi đã buồn nôn. Nhiều người như vậy chẳng thấy ai vừa ý cả. Trần Hoài Chi là con trai của dì Trần hàng xóm nhà bên, mới vừa từ nước ngoài về. Những ký ức vụ đầy bụi bạm dần dần hiện lên, những hình ảnh trong tâm trí tôi từ từ hòa hợp lại. Sau khi tắt điện thoại, tôi ngẩng đầu không dám tin tưởng mà nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Vừa lúc và vài đôi mắt đang nghiền ngẫm của anh ta. Anh ta mỉm cười, quái miệng chậm dại cong lên, thấp giọng nói. Bát giới ca ca. Hải mắt tôi tối sầm, đã lâu rồi không nghe lại cái tên này. Không đùa được đâu, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không thể tin được điều đó. 15 năm, khiến cho một người thay đổi quá nhiều. Tôi biết anh ta từ năm 3 tuổi đến năm 15 tuổi thì không gặp lại nữa. Anh ta luôn trông có vẻ ốm yếu bởi vì sinh non khá yếu ớt, người gầy gầy là kiểu gió thổi một cái liền bay. Lại thêm vẻ ngoài anh ta quá đẹp, làn da trắng tới lóa mắt là phiên bản hoàn hảo nhất của Lâm Đại Ngọc. Lần đầu tiên gặp anh ta là vào một ngày mùa đông. Khi ấy nhà dì Trần chuyển tới bên cạnh nhà chúng tôi. Thế là chúng tôi có một người hàng xóm mới mẹ tôi đưa mang quà tới trao hỏi nhà dì ấy nhìn từ xa tôi đã thấy một dì xinh đẹp đang ôm một cục bông nhỏ cục bông nhỏ da trắng nõn mềm mềm mặc một chiếc áo khoác lông xù trông rất ấm áp nhìn rất giống tiểu tiên đồng trong mấy bức tranh tôi lỡ miệng và thốt ra em gái thật dễ thương cơ thể em gái nhỏ hơi run lên vẻ mặt không tin nổi còn dì trần thì phi cười dì ấy nói trần hoài chi bằng tuổi tôi thậm chí còn sinh sớm hơn tôi hai ngày mắt tôi trừng lên Người ta ba tuổi, tôi cũng ba tuổi mà sao khác nhau dữ vậy? Tôi bự thế này còn em gái lại bé thế kia. Dì ơi, em gái nhỏ có đắt không? Sao cửa hàng di động lại tặng em gái nhỏ cho gì thế? Khi nói điều này, tôi đưa ngón tay út vân vê mái tóc. Lần trước tôi lỡ là mẹ tôi tức giận. Bà ấy nói tôi là quà tặng kem của cửa hàng di động. Mua nhiều đồ, thế là được tặng em bé. Mẹ tôi còn chẳng kịp che miệng tôi lại, chưa biết cười chờ. Dì xinh đẹp chưa nói lời nào, thì em gái nhỏ đã vẫy ra khỏi gì chưa cầm nhỏ ưỡn lên hứ một tiếng cậu ngốc quá cậu bị lừa rồi rõ ràng là nhặt từ trong thùng rác tôi mẹ tôi dì trần hai người họ nhìn nhau lặng lẽ quay đi che mặt lại tôi vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình tôi thông minh như vậy mẹ chẳng nỡ lòng nào lừa dối tôi đâu chắc chắn em gái nhỏ bị lừa rồi người lớn đều là nhân vật phản diện tôi cúi đầu xoa đầu em gái nhỏ xem như an ủi không sao đâu, cậu còn nhỏ, bị lừa cũng là chuyện bình thường. Chả biết câu nào của tôi chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của cậu ấy. Mới giây sau, cậu ấy đã mím chặt môi, khóc mắt phiếm hồng, hàng mi dày điểm suyết những giọt nước mắt óng ánh. Tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi chợt nhớ tới cách bố thường hay dùng để dỗ dành mẹ tôi. Tôi bước về phía trước, thơm một cái lên mặt em gái nhỏ. Em gái nhỏ nháy mắt cảm thấy mờ mịt, sau đó bẹp bẹp miệng, gào khóc. Mẹ ơi, cậu ấy giờ trò lưu manh với con dì trần cố nhịn cười bế em gái nhỏ lên rộ dành tôi chột dạ lén nhìn sang mẹ tôi mẹ tôi hít một hơi thật sâu khuôn mặt không kìm được giật giật tôi lặng lẽ che cái mông nhỏ của mình lại xong đời rồi về nhà thế nào cũng sẽ bị đánh mẹ không đánh tôi nhưng bà ấy chỉ cho tôi ăn một chén cơm thế thì đánh tôi còn hơn một chén cơm làm sao mà no cỡ nào thì cũng phải ba chén chắc là tôi bị đột biến gen so với bạn bè cùng tuổi thì tôi cao hơn mọi người hẳn một cái đầu. Đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ chỉ bảo tôi phát triển sớm, cơ thể cũng không có vấn đề gì ngoại trừ ăn hơi nhiều. Mẹ tôi thành khẩn nói, con gái ngoan, nghe lời mẹ giảm bớt khẩu phần ăn lại, tốc độ phát triển của con sắp hơn tên lửa rồi. Nói ra thì chẳng ai tin con 3 tuổi đâu, so với mấy đứa 5 tuổi còn còn hơn cả người ta. Tôi tuổi thân nói, nhưng mà con đói. Nhưng nếu ăn nhiều quá thì chẳng có đứa nhỏ nào chịu chơi cùng con đâu Cũng đúng Mấy đứa kia Tôi lớn hơn tụi nó nên chẳng thèm chơi với tôi Tôi mới chẳng thèm quan tâm Bây giờ tôi đã có em gái nhỏ rồi Tôi đi chơi cùng với cậu ấy Mẹ ơi Em gái nhỏ nhỏ đến như vậy Có phải tại cậu ấy ăn ít quá không ạ à? Mẹ tôi hơi do dự Sinh non cũng có thể là do cơ thể người mẹ không hấp thụ đủ dinh dưỡng Ừ Xem như là thế đi Chà Tôi đã hiểu rõ rồi Nhớ tới chuyện hôm nay em gái nhỏ khóc Tôi lén đem người bạn tốt đậu đậu trong phòng ngủ ôm vào lồng ngực Đi về hướng căn nhà cách vách Đó là chuyện một đại gia đình lợn Lợn mẹ hoa hoa, sinh đậu đậu, dưới tí nữa thì đi tong Sau đó mỗi ngày chúng tôi đều cho nó uống sữa bột, chăm sóc tận tâm Cuối cùng thì đã trắng trèo mập mạp và vẫn luôn ở bên tôi Tôi gõ cửa Chú Lục mở cửa cho tôi Tôi bảo muốn tìm em gái nhỏ chơi cùng Mới đầu chú ấy không phản ứng gì Sau đó mới cười ngặt nghẽo hoài chị mau ra đây chơi cùng chị gái ai bảo còn bình thường kén nắn làm gì em gái nhỏ vẫn còn tức giận vừa nhìn thấy tôi thì liền khóc tiếp giống như vòi nước vậy hay khổ tâm tôi rơi đôi tay nhỏ nhắn của mình lên lau nước mắt cho cậu ấy em gái ngoan đừng khóc nữa tớ đem bạn tốt của tớ tặng cho cậu này đậu đậu trong ngực tôi phát ra tiếng rầm gì nó thu hút sự chú ý cậu ấy rất nhanh chóng cậu ấy đã ngừng khóc tôi kéo áo khoác lông xuống Lấy đậu đậu ra và đưa cho cậu ấy Lại quên đậu đậu bự bằng phân nửa cậu ấy Cậu ấy lảo đảo ôm lấy Sau đó lùi hai bước ngồi phịch xuống sàn Cậu ấy bẹp miệng một cái Như một chú vịt con Lại sóc khóc tới nơi Tôi vội che miệng cậu ấy lại Giới thiệu cho cậu ấy người bạn tốt của tôi Đây là đậu đậu Cậu ấy khịt mũi chọc nhẹ vào cái đuôi của đậu đậu Cậu tặng tớ thú cưng của cậu sao Tôi gật đầu xong Thì rồi lại lắc đầu Mẹ tớ nói ăn nhiều chóng lớn Chờ nó lớn rồi thì đem hấp, đem kho, đem hầm canh. Em gái nhỏ, chờ tớ. Để lúc đó cậu nhớ ăn nhiều một chút, ăn rất ngon đấy. Nói xong tôi cũng tự mình chảy nước miếng luôn. Cậu ấy túm túm lấy cái đuôi của đậu đậu, lặng lẽ đem giấu ra sau lưng mình. Nhìn thấy cậu ấy đã chịu nhận đậu đậu, tôi nghiêng đầu hỏi. Đã chịu tha thứ cho tớ chưa? Cậu ấy gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta là bạn tốt có phải không? Cậu ấy ngưỡng cổ, quay mặt đi. Ai, ai thèm làm bạn tốt với cậu? À, thôi xong, đây được gọi là gì nhỉ? Mất cả chỉ lẫn trải. Không sao, mai tôi sẽ lại hỏi cậu. Mỗi ngày tôi sẽ đi tìm em gái nhỏ, hỏi cậu ấy có muốn làm bạn tốt của tôi không? Mỗi ngày, mẹ chỉ cho tôi ăn một viên kẹo sữa nhỏ, tôi cũng đem cho cậu ấy. Ừ, em gái nhỏ nhận rồi, nhưng cậu ấy nói là vẫn đang xem xét. Mẹ tôi cười, bảo tôi từ nhỏ đã có tiềm năng liếm cầu. Nhưng tôi có biết liếm cầu là cách quái gì đâu. Còn bố tôi, lần nào cũng phải tự hào Nói năm đó, bà tôi phải liếm mẹ tôi tới trời ơi đất hỡi, đến cuối cùng mới rước mẹ tôi về nhà được. Rốt cuộc cái từ liếm cầu là cái gì vậy trời? Bố tôi thường cho câu nói đó trên cửa miệng. Liếm cầu, liếm tận lực, liếm hết mình. À, thế chắc từ đó mang nghĩa tốt. Tôi ưỡn ngực kiêu ngạo. Cảm ơn mẹ đã khen con. Mẹ tôi cười tới chảy cả nước mắt. Tôi hiểu mà, tôi hiểu sao mẹ lại cười tới như thế mà. Trên thực tế thì tôi quá thông minh. Còn em gái nhỏ là đứa bé xinh đẹp nhất mà tôi gặp trong đám trẻ con. Nếu tôi với em gái nhỏ là bạn thân thì chắc chắn ai cũng nở mày nở mặt, chắc chắn là vậy. Mới đó đã tới tháng riêng, mọi thứ vẫn cứ như vậy, tôi vẫn hay mang kẹo sữa tới tìm em gái nhỏ. Vẫn cứ hỏi cậu ấy có muốn làm bạn tốt hay không, nhưng cậu ấy lại nuốt nước miếng, xua tay từ chối tôi. Đau lòng che miệng lại. Đừng tặng nữa, tôi đã sớm xem cậu là bạn thân vì thích kẹo sữa nên đã nói dối cậu Bây giờ răng tớ đau quá Mẹ tớ biết tớ lừa cậu lấy kẹo Mẹ liền làm thịt xào măng cho tớ ăn Tôi ngẩn ngơ nửa ngày Em gái nhỏ sao em lại nói chuyện u ớ thế Cậu ấy không mấy tình nguyện Lấy tay ra để lộ lỗ hồng vũ trụ Ngay chỗ răng cửa Ăn nhiều kẹo sữa quá Nên bị sâu răng phải nhổ đi rồi Tôi hít một ngụm khí lạnh Đáng sợ quá So với kẹo sữa tôi càng thích ăn thịt hơn Em gái nhỏ này Thịt xào măng ăn ngon không vậy Em gái nhỏ cái gì cũng kén ăn, còn tôi cái gì cũng thèm ăn, cái gì cũng muốn ăn. Ngay cả mấy sạp hàng rong ở bên đường, tôi cũng muốn nếm thử hết tất cả luôn. Giọng em gái nhỏ yếu ớt. Ngon lắm, ngon tới rớt nước mắt luôn. Đôi mắt tôi sáng như đèn pha, tôi muốn nếm thử món đó. Khuôn mặt em gái nhỏ nhắn như khỉ. Cậu là đồ ngốc đúng không? Nó y hệt mùi bùn đấy. Ai hiểu rồi, tôi biết nó có mùi vị gì rồi. Giống như lỗ tai heo om, giống như cái mông đang hoa vậy. Sau đó tôi trở thành bạn thân của em gái nhỏ Tất nhiên là tôi muốn khoe khoang rồi Vậy nên tôi dẫn em gái nhỏ tới công viên tìm bọn họ đấy Mấy cưng không muốn làm bạn với chị đây chứ gì Chị đây cóc thèm Nhìn xem này Bạn tốt của chị đây còn đáng yêu hơn mấy cưng Nhưng kết quả là còn chưa kịp nói chuyện với mấy đứa đó Thì chúng nó lại chỉ vào em gái nhỏ rồi cười Này em bé từ đâu xuất hiện đấy Dám bắt nạt bạn tốt của tôi sao Tôi đanh mặt lại nắm chặt lấy tay em gái nhỏ Chúng nó thấy thế thì lùi về sau hai bước chỉ vào khuôn mặt em gái nhỏ rồi hỏi với giọng điệu không chắc chắn. Đây là người bạn tốt cao to lực lưỡng mà cậu nói ư? Em gái nhỏ ưỡn ngực đầy vẻ kiêu ngạo. Chứ còn ai vào đây? Nếu mấy cậu còn dám khinh rẻ tôi, tôi sẽ bảo cậu ấy đánh mấy cậu. Một mình cậu ấy chấp ba cũng không thành vấn đề. Cảnh này giống y trang cảnh cáo mượn oai hùng trong sách minh họa. Chúng nó tái mặt vì sợ hãi. Mỗi bữa ăn, tôi chỉ ăn ba chén cơm, chứ có phải một mình đánh ba đâu trời. Tôi định bước tới để giải thích, nhưng chúng nó lại sợ tới nỗi ôm nhau hét toáng lên cậu đừng đến đây bọn tôi xin lỗi sau này sẽ không ăn hiếp cậu ấy nữa đâu sau đó chúng nó chạy té khói đứng yên cũng dính đạn em gái nhỏ nhón chân bỗ nhẹ lưng tôi an ủi không sao đâu bọn họ không chơi với cậu tớ sẽ chơi với cậu cả đời sẽ là bạn tốt của cậu buổi trưa ngày hôm đó em gái nhỏ bưng cái chén con của cậu ấy đến ăn cơm cùng tôi giờ tớ là bạn tốt của cậu đúng không tôi gật đầu Thế cậu ăn giúp tớ phần cơm này được không? Tại sao vậy? Cơm trưa của em gái nhỏ nhìn ngon ghê. Tôi chảy nước miếng tùm lum rồi. Nhưng mẹ tôi nói phải ăn nhiều thì mới trong lớn. Em gái nhỏ lùn quá nên ăn nhiều một chút mới được. Rồi dám ghê luôn. Cậu ấy nắm lấy tay tôi. Tớ ăn rồi nhưng vẫn còn nhiều quá. Tớ không muốn lãng phí thức ăn. Cậu là bạn tốt của tớ. Cậu ăn phụ tớ nha. Mẹ tôi cũng từng nói không được phí phạm đồ ăn. Vậy nên tôi gật đầu bắt đầu ăn lấy ăn để vận cơm trưa của em gái nhỏ, nên tôi chẳng thấy cậu ấy quay mặt đi, trộm nở nụ cười để lộ răng xốn, vui vẻ vì kế hoạch thành công. Sau ngày hôm đó, mỗi lần tới giờ cơm trưa thì em gái nhỏ lại cầm chén con đến tìm tôi. Chúng tôi ngồi trên một băng ghế nhỏ, vừa ăn cơm vừa đắm mình dưới ánh mặt trời. Mỗi lần em gái nhỏ về nhà với cái chén rỗng đều được khen ngợi. Cậu ấy vui vẻ, tôi cũng vui, mẹ tôi vui, dì Trần cũng vui, bảo rằng chúng tôi thật hiểu chuyện đến tận một buổi trưa hôm nào đó tôi đang ăn cơm trưa của em gái nhỏ còn cậu ấy đang ngồi xổm trên mặt đất quan sát tổ kiến một tiếng hét như sấm rồi làm cậu ấy hết hồn ngồi bệt xuống đất mẹ tôi với dì trần cầm chổi lông gà đi tới mặt đầy phẫn nộ tống vì vì con tiêu đời rồi trần hoài chi con chết chắc rồi mẹ tôi nói hèn gì tôi ngày càng bự còn em gái nhỏ thì gầy muốn trơ xương hóa ra bao nhiêu đồ ăn đều bay vào bụng tôi hết rồi Hai người họ ngầm nhìn nhau rồi đưa chúng tôi về nhà. Ngày hôm sau, em gái nhỏ và tôi đều che chiếc mông bị đòn và nhìn nhau qua cửa sổ. Từ đó trở đi, tôi mất luôn quyền tự do ăn uống. Ngày hôm đó trời mưa to, cũng là ngày tôi biết được rằng em gái nhỏ thật ra cũng không phải là em gái nhỏ. Tôi và em gái nhỏ đang chơi trong sân. Sau một hồi thì cả hai chúng tôi đều bị ướt mưa. Dì Trần ôm bé em gái nhỏ, còn mẹ tôi thì ôm lấy tôi. Nói rằng đợi lát nữa sẽ xử hai đứa này còn bây giờ thì đem tụi nó đi tắm rửa thay quần áo tôi vẫy khỏi tay mẹ nhào tới ôm lấy chân của dì trần con muốn tắm chung với em gái nhỏ trên truyền hình bảo huỳnh đệ tốt thì phải làm mọi thứ cùng nhau em gái nhỏ lắc đầu như chống bỏi cố hết sức phản kháng không được tớ là con trai còn cậu là con gái tôi ứ tin mẹ tôi phải giải thích muốn gãy lưỡi còn cầm thêm nhảnh liễu trên tay thì tôi mới tin người anh em tốt của tôi lại là một cậu bé tôi đã khóc rất thương tâm đấy không thể chấp nhận được em gái nhỏ xinh đẹp lại biến thành anh trai yếu đuối. Nhờ lời mẹ tôi nói thì lúc tôi quấy khóc thường rất ẩm ý. Nhưng ngày hôm đó tôi chỉ yên lặng mà khóc, đau lòng hệt như mất người thân. Đến mức mẹ tôi muốn đánh tôi mà còn thấy xấu hổ không nỡ đánh. Gia đình dì Trần rất thích tôi. Thấy tôi đau lòng như vậy, chủ lục đã bảo để sau này gà Trần Hoài Chi cho tôi. Để tôi có thể chơi cùng cậu ấy đến hết quãng đời còn lại. Mặt bố tôi lúc đó đen xì luôn, thế là tôi khóc to hơn trần hoài chi quá yếu đuối tôi không muốn gả đâu vậy để tôi cưới cậu trần hoài chi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra lau nước mắt cho tôi vẻ mặt nghiêm túc cũng được đấy chứ thế là tôi ngừng khóc ngay lập tức lần này đến phiên mặt chú lục đen gì còn bố tôi thì cười sau này trần hoài chi sẽ gả cho tôi cả hai chúng tôi sẽ mãi mãi làm bạn tốt nhận được thông tin này khiến tôi vui quá đi mất nghe nói vợ chồng sẽ thường hay dắt chó đi dạo trong công viên mỗi tối thế là tôi lôi kéo trần hoài chi dắt viên viên đi dạo công viên với tôi viên viên là bé heo hoa mà đậu đậu vừa mới sinh cách đây không lâu ai gặp chúng tôi cũng phì cười có hai đứa nhãi lớn hơn gọi chúng tôi là rùa đất tôi chưa từng nghe thấy từ này trước đây trần hoài chi cũng vậy nhưng cậu ấy nói cậu ấy đã từng nhìn thấy con rùa nó là một loài vật rất ngoan cường với chiếc mai cứng đúng là miêu tả hay Thế tới, tớ sẽ là công chúa của vương quốc rùa. Còn tớ sẽ là hoàng tử của loài rùa. Hải thẳng nhãi lúc này. Bởi vì dáng vẻ này nên nhìn tôi hơi giống đầu gấu chuyên bắt nạt người khác. Còn Trần Hoài Chi là người bị bắt nạt. Bố mẹ không yên tâm về chúng tôi nên bọn họ tới nhà trẻ mời ra sư riêng về dạy chúng tôi. Tôi đã không đến trường cho đến khi vào tiểu học. Rời khỏi tầm mắt của ba mẹ mình, Trần Hoài Chi y hệt ngựa hoang đứt dây cương lộ ra bản chất thật. Tôi không mấy mặn mà với việc học. Còn cậu ấy thì trên khuôn mặt gần như viết mấy chữ không thích học tập. Rõ ràng đều được cho tiền tiêu vặt như nhau. Tôi có đầy đủ dụng cụ học tập, còn cậu ta cập sách đi học còn không có. Buôn mượn của bạn cùng lớp, dùng cục tẩy thưa của người ta, một miếng giấy nháp mà dùng hẳn được một tuần. Cậu ấy ngày nào cũng mua 50 tệ mời tôi ăn không chớp mắt. Còn quyền vở năm tệ 8 thì xem cũng không xem, đánh chết cũng không mua. Chính là kiểu nói về học tập thì không có tiền, Thời đó mọi người thường lấy giấy tập gấp lại làm pháo. Thế nên cậu ấy miễn cưỡng mua một quyển sổ, xé giấy rồi gấp đầy cả một hộp tủ. Nếu không sợ bị đấm, chắc cậu ấy cũng xé nốt vở của tôi luôn. Lúc này tôi mới cảm nhận sâu sắc được, tại sao dì Trần lại hay mắng cậu ấy là nhân mô cầu dạng. Dáng vẻ trầm lặng của cậu ấy chỉ là để ngụy trang, không lấy một xíu liên quan tới tính cách. Cậu ấy động não, tôi động thủ, nguyên nhóm chơi bắn bi cùng nhau, chúng tôi giành chiến thắng, nếu cảm thấy chơi chán thì bán lại cho người khác. Cậu ấy còn xúi tôi trốn học để đi trèo cây, bắt run và câu cá. Ờ thì sau đó, chỉ còn mỗi một góc cây phát tài do hiệu trưởng trồng là sống sót. Cá vàng do hiệu trưởng nuôi cũng chết hết hai con. Hiệu trưởng nói nếu không phải do cậu ấy đáng yêu thì sớm đã đánh đòn cậu ấy rồi. Ngày nào quần áo của chúng tôi không rách thì cũng bẩn. Mẹ tôi từng nghi ngờ chúng tôi không có đi học mà đi tham gia bộ đội đặc trụng. Cô giáo đến tìm chúng tôi Cậu ấy hỏi bố mẹ chúng tôi làm nghề gì. Cậu ấy đào mỏ than, tôi nuôi heo. Cô giáo an ủi bảo rằng công việc của bố mẹ chúng tôi cũng rất đáng tự hào. Cô ấy xoa đầu Trần Hoài Chi rồi đưa cho chúng tôi hai tờ đơn xét diện hộ nghèo. Khuôn mặt Trần Hoài Chi ngơ ngác. "Cô ơi, nhà em đào mỏ than tư nhân." Cô giáo muốn nói rồi lại thôi, định đưa tờ đơn qua cho tôi. "Cô ơi, nhà em nuôi 300 000 con heo ạ." À? "Trời ơi," Người lớn lúc nào cũng bận biểu với công việc Nhưng dù có dấu kỹ đến cỡ nào Thì khi phát phiếu điểm Mọi chuyện cũng sẽ lộ ra Điểm tuyệt đối là 100 Tôi được 50, còn cậu ấy 25 Lúc đầu mẹ tôi và dì Trần có đến họp phụ huynh cho chúng tôi Rồi bị mời nhiều lần quá Thế là chẳng ai chịu đi Hai người họ mượn cơ thoái thác Dì Trần nói Sau này Trần Hoài Chi gả sang nhà tôi Bảo mẹ tôi đi Mẹ tôi bảo sớm muộn gì Tôi cũng gọi dì Trần là mẹ Kêu dì Trần đi Cuối cùng, hai người họ càng nghĩ càng giận, nói rằng dù sao người một nhà vẫn là người một nhà, rồi đơn giản là chúng tôi lại tiếp tục bị ăn đòn. Năm tôi lên cấp 2, nhà trường tổ chức một buổi văn nghệ, giáo viên yêu cầu chúng tôi đăng ký tiết mục dự thi. Tôi kéo đàn cò, còn Trần Hoài Chi thì thổi kèn bầu, nhưng giáo viên lại đề nghị thay đổi tiết mục. Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên đổi sang thể loại nào, hay là diễn kịch đi. Cuối cùng, chủ đề vở diễn là đón dâu ở Cao Lão Trang tôi đã cải biên lại kịch bản. Chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi về việc phân công vai diễn. Trần Hoài Chi có đánh chết cũng không chịu nhận vai Cao Thúy Lan. Tôi bảo cậu ấy nhìn vào gương xem cậu ấy có chỗ nào giống chứ bắt giới không. Tớ cao hơn cậu, nặng hơn cậu còn mạnh hơn cậu. Cậu ấy tức tới nỗi, lông mày nhíu lại muốn đụng vào nhau. Nếu cậu không chịu thì tụi mình chỉ đành hát, quá phụ nhỏ đã xuống mồ. Sắc mặt của cậu ấy thay đổi. Thôi được rồi, Tuy nhiên, cậu ấy đồng ý cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì tôi nói chỉ diễn một phân đoạn ngắn, nhưng thực tế là hai đoạn. Vào hôm biểu diễn, trên sân khấu đầy dãy núi giả. Dưới sân khấu toàn là đầu người với đầu người. Trần Hoài Chi đóng vai Cao Thúy Lan bị hai nha dịch treo ghẹo Trong lúc cậu ấy đang vô cùng hoảng sợ. Lão trừ tôi đây, ai nhâm, thiên bổng nguyên soái tôi đây, từ trên trời giáng xuống. Trên tay cầm ký ốt, hót rác đánh đuổi bọn nhà dịch. Tôi, ta là chưa bắt giới xin hỏi cô nương tên họ là gì Quê quán ở đâu tay cậu ấy vần về khăn lụa che nửa mặt nhẹ giọng nói thiệp tên cao thúy lan nhà ở cao lão trang ạ à? vậy để lão chư ta đây hộ tống đưa cô nương về nhà cậu ấy nửa nằm nửa ngồi trên sàn chớp mắt ám chỉ bắt giới ca ca thiếp bị bong mắt cá chân rồi dưới khán đài trượt tới một tràng cười vang Cậu ấy thấy xấu hổ tới mức Bàn tay rơi ông tay suýt chút nữa thì véo mạnh Trong buổi tập dượt Cậu ấy đã không chịu bảo lời kịch của tôi không đúng với nguyên tắc Tôi đã mắng cậu ấy không hiểu nghệ thuật Nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu ấy Tôi cũng chẳng thể nào thèm kiềm lại Khi đó tôi đã diễn với một chút cảm xúc cá nhân Tôi cúi đầu Hưng phấn xoa tay Lão Trư rất khỏe Để Lão Trư cõng cô nương Tôi dễ dàng cõng cậu ấy trên lưng Sau đó tiếng nhặt quen thuộc vang lên Tôi đi vòng quanh sân khấu hai lần, càng đi lại càng hăng. Xung quanh chuyển tới từng trận gieo hò, từng đợt tiếng cười vui vẻ vang lên. Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi, cũng chẳng thèm ngừng lên. Giọng nói đầy xấu hổ và giận dữ. Không diễn nữa, mau để tớ xuống. Tôi đứng lại sau bước rèm, nhưng mà âm nhạc vẫn không dừng lại. Mà ngược lại, trên màn hình chiếu lại xuất hiện một bài tường thuật. Tào Thủy Lan đã nhất kiến trung tình với ân công chư bắt giới, sau khi tiếp xúc với nhau đã định chuyện chung thân đại sự đêm nay thành hôn tổ chức tiệc tùng ai ngờ chưa bắt giới hưng phân tới mức uống quá nhiều rượu trước mặt mọi người hiện nguyên hình bối cảnh xung quanh được chuyển thành màu đỏ của tiệc tùng đến khi trần hoài chi nhận ra thì cũng đã muộn tôi ấn cậu ta xuống ghế ngồi tay cầm chiếc khăn lụa đỏ cậu ấy nhìn tay tôi khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ vẻ mặt hoảng loạn hoài nghi nhân sinh cậu thêm diễn tớ không diễn cậu bỏ xuống mau cho tớ Tôi đến gần, thấp giọng nói. Đã muộn rồi, cậu không muốn lớp mình thua đúng không? Thừa lúc cậu ấy yên tĩnh, tôi đã lấy chiếc khăn lụa đỏ chùm đầu cậu ấy lại. Sau đó đeo cái bụng bia giả vào, đội thêm cái đầu heo tự chế. Thuận tay khoác lên mình một cái áo choàng đỏ. Giảm sân khấu lần nữa kéo ra. Nhìn thấy cách hóa trang của tôi, mọi người bên dưới sân khấu quao lên một trận. Lúc này, đây, âm nhạc đã đổi thành, trừ bát giới rớt xuống từ thiên đình. Bát giới, Bát giới tấm luyện nguy hư, tuy ngốc nhưng đáng yêu. Khoảnh khắc khăn lụa đỏ trùm trên đầu bị kéo xuống, ánh mắt Trần Hoài Chi kiếp sợ tuyệt vọng, như không còn bậc thăng nào để leo xuống. Có thể sánh ngang với kỹ thuật diễn của mấy diễn viên gạo cội. Quá chân thật. Còn đầu heo của tôi đây bỗng chạy nhanh qua, nhào tới. Thủy Lan, bát giới ca ca đến đây. Cậu ấy theo bản năng lùi về sau hai bước, xoay người loạn choạng chạy trốn. Yêu quái, Mì, mi đừng đến đây, Cậu ấy trốn thì còn tôi đuổi Cậu ấy chạy lộn tùng vèo khắp sân khấu Nhưng có mơ mà chạy đang chơi nhá Sau khi âm nhạc kết thúc Cậu ấy chạy tới sau bức rèm Khán giả bên dưới vẫn coi chưa đã Bên phía lãnh đạo nhà trường đã phì cười Cái cặp đôi dở hơi này Sau đó thì lớp chúng tôi giành giành nhất Video về màn trình diễn của chúng tôi Còn được phát trên đài truyền hình địa phương Người dẫn chương trình đã nhận xét thế này Một người đã làm sống dậy chứ bắt giới dung tục Hàm mê nữ sắc Còn người kia đã tái hiện lại vẻ thẹn thùng và hoảng loạn của Cao Thúy Lan một cách sống động. Người nào trong trường cũng bật cười khi gặp chúng tôi. Bọn họ còn lén nói Trần Hoài Chi là vợ của tôi, còn nói cậu ấy giống con gái. Kết quả làm Trần Hoài Chi giận tôi hết mấy ngày cũng không thèm nói chuyện với tôi. Con giả vợ ốm không chịu đi học. Tôi cũng bắt chước cậu ấy, nhưng lại quên mất cậu ấy là một kẻ lõi đời. Đến lượt tôi, tôi nói với mẹ tôi rằng tôi đau bụng. Kết quả là mẹ tôi dẫn tôi đi bệnh viện bác sĩ đụng chỗ nào hỏi đau không tôi cũng liền gật đầu chỗ ấy lại hỏi tôi có tức ngực không tôi cũng bảo có tận đến khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật lúc này tôi mới phát hiện chuyện bất ổn nhưng cũng đã muộn rồi chờ đến khi tôi tỉnh lại sau khi gây mê thì thấy trần hoài chi đang ngồi cạnh giường nhìn tôi với ánh mắt phức tạp sau này cậu chẳng thể thành phi công được đâu ngày hôm đó trần hoài chi tha thứ cho tôi nhưng cũng từ hôm đó tôi mất một khúc ruột thừa Cha có lẽ sợ tôi nghĩ nhiều về nó Trần Hoài Chi không rời giường chăm sóc tôi gần nửa tháng Còn chi kỷ hơn so với mẹ tôi Cơ thể Trần Hoài Chi chậm phát triển Nhưng đầu óc lại trưởng thành sớm Đến tận tuổi dậy thì Thì tôi mới hiểu được Tại sao mỗi lần trêu Trần Hoài Chi gà cho tôi Cậu ấy sẽ giận tới đỏ mặt tía tay Hồi đó tôi là người duy nhất Xem lời nói đùa này là sự thật Vậy nên tôi đã bảo với mẹ tôi rằng Tôi không muốn cưới Trần Hoài Chi đâu mà thật ra cậu ấy cũng chẳng thể nào gả cho tôi. Mẹ tôi đùa rằng hỏi tôi thích mẫu người như thế nào. Cao to, đẹp trai, học giỏi, nấu ăn ngon, dù sao thì còn cũng không thích cậu ấy. Ý trên đầu ngón tay, mỗi ý đều trái ngược với Trần Hoài Chi. "Ờ, ừ, tôi cố tình mà, ai bảo cậu ấy tỏ thái độ như vậy chứ? Rõ là tôi cũng đâu có tệ, chẳng phải hồi trước cậu ấy cũng bảo sẽ gả cho tôi sao? Kết quả lúc mở cửa thì thấy cậu ấy đang đứng trước nhà." ánh mắt hờn tủi và đầy tổn thương, giọng điệu giận dữ. Tống Vi Vi, tớ đã nhìn lầm cậu. Thì ra bao nhiêu năm qua, đều là do tớ lầm lẫn. Ngày hôm sau, Trần Hoài Chi đến nói lời tạm biệt với tôi. Cậu ấy nói rằng chú Lục với dì Trần sẽ ra nước ngoài đầu tư phát triển. Sau đó tôi nghe mẹ tôi nói, Trần Hoài Chi đã ẩm ý kêu gì, dẫn cậu ấy đi bác sĩ dinh dưỡng. Trần Hoài Chi bảo tôi căng mắt mà chờ xem. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Tôi chớ có vội mừng Cậu ấy còn bảo tôi phụ lòng cậu ấy Bảo tôi là kẻ ngốc Tôi nổi điên Chặn hết tất cả thông tin liên lạc của cậu ấy luôn Năm đó chúng tôi 15 tuổi Đã 10 năm trôi qua rồi Chờ đợi, chờ đợi Tôi đã không còn giận nữa Mà suýt chút quên luôn cả cậu ấy Tôi nhìn người đang ngồi trước mặt tôi Đường nét trên khuôn mặt vẫn như cũ Nhưng từ khí chất tới dáng người đều đã thay đổi Có những lúc cú đấm của tôi Có thể hạ luôn 5 người có những lúc thì không. À mà thật ra xạo đấy, không thể nổi khùng trước mặt người quen, cho dù da mặt tôi có dày, tôi cũng không thể lên cơn được. Bởi nên không có gì ngạc nhiên khi mẹ tôi bảo tôi phải ăn diện thật đẹp. Hóa ra ai cũng biết, chỉ mình tôi u mê. Tôi miên nhẹ vành tay, cười lúng túng. Ở thì đã lâu không gặp, cậu ấy khẽ thở dài. Cũng đúng, nếu chờ thêm thời gian nữa, chẳng cậu đã quên tớ luôn. Tôi nghẹn họng mợ nó thẳng nhãi này nếu cậu biết rõ hôm nay sẽ gặp tớ thế sao lại mặc thành cái kiểu này không còn cách nào khác hoàng tử thể sống thể chết phải theo gu thẩm mỹ của công chúa loài rùa mà cũng đều cần thiết phải như vậy tôi dùng thìa khuấy cốc cà phê cậu cũng bị bắt đi xem mắt phải không hai chúng ta đều là những kẻ lưu lạc trên thế giới này hồi nhỏ cùng bị đánh mông lớn lên cùng bị giục cưới ai ngờ cậu ấy cũng chẳng thèm nghĩ ngợi liền cất tiếng Tất nhiên là không phải Tớ tự nguyện Tôi ngừng thở luôn 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Nói xong cậu ấy gồng tay lên Khoe cơ bắp của mình Này người anh em Cậu ấm ức 10 năm Chỉ chờ giây phút này thôi có đúng không Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy rất lâu Tại thật ra cũng không biết nói gì Thật khó để diễn tả À tớ phải về trước đây Lát nữa đi đâu ăn Hai giọng nói cất lên cùng một lúc Cậu ấy nhíu mày không vui nói Cậu sao thế? Tớ là đối tượng xem mắt của cậu đấy. Thậm chí đi với tớ mà cậu còn không muốn đi sao? Tôi thật lòng thật dạ nói. Thì có lần nào xem mắt thành công đâu. Mỗi lần đi xem mắt đừng nói tới ăn cơm. Tôi chưa bị người ta rượt đánh, đã là may lắm rồi. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là được bước ra khỏi quán cà phê với khuôn mặt lành lặn. Cậu ấy khẽ cong khóe môi, trông rất vui vẻ. Sao có thể so sánh mấy người đó với tớ được? Mười năm như một, vẫn tự tin ngàn lần như trước cậu ấy đang suy tính gì đó sao lại ôm lấy khỉu tay ờ vậy cậu muốn đi thì cứ đi đi dù sao tôi cũng không ngăn được thế sau lúc này tớ gặp gì tớ sẽ nói là tại cậu không thích tớ cậu ấy khom lưng đứng sát lại gần tôi cậu cũng không muốn bị gì mắng phải không không còn nghi ngờ gì nữa nếu mẹ tôi biết được rằng tôi không thích đứa rể hoàn hảo của bà ấy chẳng bà ấy sẽ đem tôi đi làm thịt xào măng luôn xem như cậu giỏi Tôi vừa mang túi vừa thầm mắng cậu ấy rồi bước lên xe. Nếu biết trước tương lai thì tôi thả bị mẹ đem đi nấu măng còn hơn đi ăn cơm với cậu ấy. Sau khi ăn món nhật xong, cậu ấy đưa tôi về đến trước cửa nhà tôi. Điện thoại của chúng tôi đổ chuông cùng một lúc. Giọng của dì Trần với mẹ tôi phát ra muốn điếc cả tay. Trần Hoài Chi, dám mặc kiểu đó còn chết với mẹ. Tống Vì Vì, còn mặc giống người chút không được sao? Trong vô số lời hạ hê cười nhạo của mấy đứa bạn gửi tôi, Cuối cùng tôi cũng tìm được nguyên nhân Thì ra buổi hẹn hôm nay của tôi và Trần Hoài Chi đã bị quay lén Video quay lén được mấy cư dân mạng hóng hớt đăng tải lên một trang mạng xã hội chuyên chia sẻ những video ngắn. Mới chỉ có vài giờ đã đạt gần một triệu like. Trong video này, chúng tôi cùng nhau đi tới chiếc xe thể thao mui trần màu vàng sáng muốn mù mắt của cậu ấy. Dưới ánh đèn xe là đôi giày Chelsea vàng của cậu ấy và chiếc áo vượng tử bó sát màu đỏ của tôi. Trong vài giây phút cuối cùng, khuôn mặt của chúng tôi còn được phóng to nữa chứ. Mới đầu nam tinh thần đã bất ổn vậy sao? Siêu xe gái xinh, trai đẹp, theo xu thế. Những yếu tố đều hot được lồng ghép vào video này. Sao không mời tôi nữa? Tinh thần của tôi không đủ cứng sao? Tôi là người trong ngành. Tôi đang nghĩ sao lại có một video hợp mốt như vậy? Thế giới bên ngoài đã phát triển tới level này rồi sao? Giật mình tỉnh dậy. Thôi, ngủ tiếp. Này gọi là gì nhỉ? trời hơi nóng để giải nhiệt một chút tôi cười nhiều đến nỗi đau cả dạ dày sao bạn lại cười nhạo người khác chứ như vậy không tốt phải trốn trong chăn như tôi mà cười ngay còn mặt mũi thì tôi chết liền nhưng bối rối ngượng ngùng sau khi gặp lại lập tức bị quăng ra sau đầu tôi không kiềm được nữa nghiến răng nghiến lợi và hét lên trần hoài chi đều là do cậu ấy đòi đi ăn cơm còn lái chiếc xe trói mù mắt như vậy người đàn ông trột dạ sờ mũi ánh mắt lập lòe thấp giọng ậm ừ. Sợ cái gì? Đây cũng có phải là lần đầu lên tivi đâu. Bình tĩnh bình tĩnh, không thể mất mặt thêm nữa. Nhưng mẹ tôi hiện giờ chắc là dùng ngón chân cũng biết được nguyên nhân tại sao lần nào cũng không xem mắt thành công rồi. Lần này, bà ấy muốn hợp tác hai chúng tôi. Nếu tôi còn quậy thêm nữa, chẳng không chỉ bị mắng mà còn bị ăn đập. Càng khủng khiếp hơn, chắc là sau này mấy buổi xem mắt, chẳng sẽ trao tới như thác lũ. Mở nó tâm không thể bình tĩnh nữa rồi. Tôi đột ngột đưa tay ra, nắm lấy cả vạt anh ấy, bởi vì không báo trước, cậu ấy cứ ngơ ra, thế là khuôn mặt người đàn ông chật phóng to trước mắt tôi. Chán chúng tôi chạm vào nhau, có thứ gì đó mềm mềm lướt qua khóe môi tôi. Vẻ mặt của người đàn ông sững sờ, trước khi cậu ấy kịp nói gì, tôi đã đau đớn hét lên. Trần Hoài Chi, cậu chết chắc. Lòng bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên trán tôi, mang theo hương quýt nhàn nhạt. nhạt giọng nói bất đắc sĩ. Ờ, đều là lỗi của tớ. Tôi ngẩng đầu gan từng chữ một. Trần Hoài Chi, cậu phải chịu trách nhiệm. Tôi không biết mạch não cậu ấy hoạt động thế nào mà lại giật mình. Sau đó từ vành tay tới khuôn mặt đều chuyển sang màu đỏ, mắt nhìn quanh quần. Hơi nhanh, nhưng chắc vẫn ổn, nhỉ? Tôi lấy tay đánh cậu ấy một phát. Vậy mà nhanh, đúng là cái đồ không có trách nhiệm. Chậm nữa chắc cái mạng nhỏ của tôi chắc mất luôn. Tôi giọng giạc nói. Khi cậu về nhà cậu phải nói rằng cậu không thích tớ Dù sao cậu lớn tới tuổi này Chẳng không bị đánh nữa đâu Về việc cậu ấy giải thích Với dì Trần thì đó là chuyện của cậu ấy Khuôn mặt cậu ấy từ đỏ sang trắng Từ trắng sang xanh Mất mát sen lẫn tức giận Giống y chang cá nóc Thế tớ bị đánh thì sao Bầu đào chưa tính tới Tôi tớ ngó nghiêng dáng vẻ của cậu ấy Và dịu giọng nói Giờ cậu ra giày đánh ít đau Cậu ấy cười lạnh Tống vì vì cậu đầu heo đúng không rõ ràng có cách tốt hơn chẳng thể nói chúng ta đang thử tìm hiểu được hay sao nói như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi còn giúp cậu khỏi đi xem mắt nữa tôi yên lặng bổ sung đều là do cậu tự đề xuất đến lúc đó đừng làm như kiểu tôi ép buộc cậu cậu ấy say dây, dây thái dương khóe mắt giật giật lại ý gì đây tôi cười khẩy tôi đã nói lại với mẹ những lời mà trần hoài chi đã đề ra ờ thành công thoát khỏi kiếp nạn mẹ tôi cười dạng dỡ bà ấy nói bà ấy biết chắc chúng tôi sẽ ổn mà tôi có thấy ổn đâu chẳng phải mới hồi nãy còn mắng tôi hay sao vậy nên tôi giận trần hoài chi vẫn hợp lý đã đêm muộn nhưng tôi vẫn không ngủ được tôi lướt internet rồi thấy một bình luận nổi bật thích hợp với hoàn cảnh này thế là sao chép nó xong lại đăng lên vòng của bạn bè lãng mạn thật sự không phải là ngồi siêu xe mà là ngồi sau xe điện mặc kệ gió mạnh vẫn có thể nghiêng đầu nói chuyện Thật ra là ghen tị với những ai biết lái xe Vì khả năng lái xe khuyết tật của tôi Mẹ tôi bảo tôi chỉ có thể chạy được xe điện mà thôi Chưa được hai giây đã có một thông báo đỏ hiện lên Bình luận của Trần Hoài Chi Sau đó bởi vì không đổi mũ bảo hiểm Nên hai người đã bị giao thông hốt phạt 600 ngàn Vừa mở miệng làng nghiệp Tốt nhất nên đi chùa quyên góp công đức Ngày hôm sau tôi bị Trần Hoài Chi đánh thức Cậu ấy bấm chuông cửa còn hơn đòi mạng tôi cũng may là tầng này chỉ có hai căn hộ. Ngoại trừ tôi thì căn kia cũng không biết là của ai hay đã có ai ở chưa. Tôi vô cảm. Tốt nhất là cậu có việc gì gấp. Cậu ấy đeo tạp dề, nắm tay ho khan. Kéo cậu ăn sáng. Dị Văn nói cậu ăn uống không điều độ. Còn dặn tôi phải quan tâm cậu nhiều hơn nên tôi mới qua đây. Được rồi. Từ khi tốt nghiệp tôi đã chuyển ra ở một mình. Với số tiền kiếm được từ nghề vẽ tranh tôi đã mua một căn hộ ba phòng. À, tôi mua được mấy cái cửa kính, phần còn lại là bố mẹ chi cho tôi. Cuộc sống một mình tuy tự do tự tại, mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi vẽ. Nhưng với tư cách là họ sĩ chuyển tranh toàn thời gian thì rối loạn giờ giấc sinh học là bình thường. Thêm cả lười nấu cơm, chỉ khi nào bố mẹ tôi kiểm tra đột xuất, tôi sẽ mua một ít đồ ăn để vào tủ lạnh. Còn bình thường, tôi đều gọi đồ ăn ngoài. Cho dù ngon cỡ nào, ăn nhiều cũng ngấy. Ăn ở đâu? Nhà của tớ, cậu ấy bước sang một bước, để lộ cánh cửa nhà đối diện đang mở. Trang trí nội thất đơn giản, rõ là mới chuyển đến. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt không chắc. Nhà của cậu ư? Cậu ấy gật đầu. Đừng nói với tớ đây chỉ là trùng hợp, chúng ta vừa lúc mua hai căn nhà đối diện nhau. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tớ thấy phong thủy ở đây tốt. Ít người, yên tĩnh, gần biển, lại nhiều phòng, nên tớ nghĩ căn hộ này rất thích hợp để sống. Đúng là chúng ta đều có mắt nhìn. Tôi chỉ thuận miệng hỏi ai cần cậu ấy là môi giới nhà đất đâu. Sao trước đây không nghe cậu ấy nói kỹ tới như vậy? Tôi còn nghi cậu ấy nấu cơm cho chó ăn. Dẫu sao hồi trước lúc ra nước ngoài, cậu ấy cũng mắng quá trời còn gì. Mấy này quen thuộc ghê. Món canh trong nhà bếp đã nấu xong. Cậu ấy bảo tôi ngồi, còn bản thân thì đi múc canh. Trên bàn là tôm kho, sườn om, gà hầm hạt rẻ, thịt bò xào rau thơm, bông cải xanh xào, Ngó sen trộn chua cay, đậu ve xào, sắc hương vị đều đủ cả. Cậu ấy bưng tô canh giò heo hầm, đặt ra ở giữa. Tôi ngạc nhiên hỏi, hôm nay ăn Tết à? Hay là cậu sắp kết hôn rồi? Cậu ấy cạn lời. Đuôi lông mày ngả ngớn, giọng nói mang vài phần thâm sâu khó đoán. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lại nữa, vẫn là cục tức 10 năm, giờ mới được bùng xóa. Tôi gắp một đũa nếm thử, kết quả ngoài dự đoán, ngon quá đi. Cậu ấy nhìn tôi đầy kiêu ngạo, đuôi lông mày mang theo dáng vẻ tự hào. Giống như nói, bị vả mặt nào chưa vậy? Tôi cố tình thả chậm khinh bỉ nói. Mới học nghề sao? Cậu ấy nghẹn lại, giống như chim công gãy cánh đà kích ngàn lần. Tôi nghẹn cười, tôi cũng học theo cậu ấy thôi, muốn nhìn thấy dáng vẻ nổi khùng của cậu ấy. Trần Hoài Chi chăm sóc tôi rất chú đáo, phải nói là tận tình, tận tâm chăm sóc. Không cho tôi gọi đồ ăn ngoài, bảo rằng đang tuổi ăn tuổi lớn phải chú ý tới sức khỏe tôi biết rồi cảm ơn cậu mỗi ngày đến giờ cơm tiếng chuông cửa đều vang lên còn đúng giờ hơn cả đặt đồ ăn ngoài một ngày ba bữa không chậm không trễ nó làm thay đổi toàn bộ lịch trình của tôi nếu chẳng phải tại cậu ấy nấu ăn ngon tôi đã tẩn cậu ấy một trận nhưng ăn ké miết cũng ngại nên tôi muốn trả tiền lại cho cậu ấy vào lúc đó khuôn mặt của trần hoài chi méo xẹo Cậu ấy bảo làm vậy là làm nhục cậu ấy. Cậu trâu bò. Ban đầu tôi còn lịch sự nói cảm ơn, vất vả rồi, phiền cậu quá. Nhưng tính tình cậu ấy bất thường, không nghe được lời khách sáo. Tôi nói cảm ơn, cậu ấy có thể lý luận chế nhạo tôi cả chục lần. Nên sau đó, Trần Hoài Chi, có cơm chưa? Trần Hoài Chi, đến giờ ăn rồi. Trần Hoài Chi, ngày mai tôi muốn ăn cánh gà chiên coca. ca. Sau một thời gian, chúng tôi ngày càng hòa hợp tự nhiên với nhau hơn phảng phất khoảng thời gian 10 năm không tồn tại giữa chúng tôi. Dù trải qua bao lâu, chúng tôi vẫn mãi là chúng tôi. Phần truyện tranh tôi vừa mới đăng tải bị độc giả phàn nàn. Bọn họ nghi ngờ tôi chưa từng thấy qua bóng dáng của đàn ông. Họ nói rằng không có phản ứng bùng nổ trong mấy bức vẽ. Tôi chỉ giỏi cốt truyện, còn này thì thôi, tôi chẳng thể làm được. Để có thể phát triển bản thân, tôi định kiếm một người mẫu nam để tìm cảm hứng. Mà đưa lối quỷ dẫn đường, xong đầu óc tôi hiện ra một bóng người tôi thầm mắng bản thân bỉ ổi lại không thể nào làm theo lý trí được suy cho cùng thì nhìn cậu ấy bây giờ cũng rất thuận mắt trần hoài chi cậu vẫn xem chúng ta là bạn tốt đúng không cậu ấy không nói gì cả vậy thì cậu có thể giúp tớ một việc không à thì làm người mẫu cho tớ sợ cậu ấy nghe không hiểu tôi lại bổ sung thêm là cái loại cởi quần áo ấy cậu ấy đang uống nước xong phun ra cả sặc tới mức cả mặt và cổ đều đỏ ửng cả lên Tôi vỗ nhẹ lưng cậu ấy để cậu ấy hít thở thông thuận hơn. Được không? Tớ cần một câu trả lời chắc chắn. Giọng cậu ấy khàn khàn. Mơ đi. Trần Hoài Chi, cậu không biết tương thân tương ái hả? Cậu không thấy nhớ ai thủ cưng yêu quý nhất của mình tặng cho cậu hả? Ai đã đem kẹo đường bản thân thích nhất đưa cho cậu ăn? Ai ăn cơm giúp cậu khi cậu kén ăn? Ai chịu đòn chung với cậu? Ai bảo vệ cậu? Ai đã mua cho cậu cây kem 5 tệ? Trong khi túi chỉ còn 4 tệ hả? Chẳng lẽ cậu quên hết rồi à? Càng nói càng mạnh miệng, càng nói càng kích động. Càng về sau, vẻ mặt Trần Hoài Chi càng cầm nín. Tống Vi Vi, cậu đã nói điều này bao nhiêu lần rồi? Ai biết chứ, miễn vẫn giải được là ok. Tôi trông mong nhìn cậu ấy. Cậu ấy xoay đầu, ánh mắt tránh né. Tuy không nói, nhưng hành động lại biểu hiện. Bực bội từ đâu, trào dâng trong lòng tôi. Cảm giác mất mát không thể diễn tả được. Quên đi, tôi tìm người khác tôi quay lại định rời đi bỗng dưng cổ tay bị nắm lại cậu ấy hít một hơi thật sâu nụ cười mang nét tức giận cậu định tìm ai nói thật thì ban đầu tớ muốn người họ trần nào đó nhưng mà họ trần đó không đồng ý nên chắc là tớ sẽ chi tiền để mời người khác đôi mắt cậu ấy cuồn cuộn cảm xúc cuối cùng hóa thành một hồ nước gợn sóng cậu không thể hỏi tớ thêm vài lần nữa sao sao lại dè dặt như vậy được rồi cậu đồng ý không cậu đồng ý không cậu đồng ý không Cậu ấy đờ người trong dây lát, khuôn mặt ửng hồng. Khi nào? 8 giờ tối nay, nhớ tắm rửa sạch sẽ đấy. 8 giờ tối, tôi đã dọn dẹp xong phòng vẽ tranh. Chuồng cửa vang lên, mở cửa ra thì thấy một người đàn ông mặc đồ ngửu kín mít từ đầu tới chân. Môi mỏng mím chặt, biểu cảm cứng đờ, tóc vẫn còn nhiễu nước. đai lưng thắt qua eo để lộ vòng eo rắn giỏi săn chắc. Tôi lén véo ngón tay để ngừa mình cười ra tiếng, Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu ấy như gặp kẻ thù không đợi trời chung vậy. Tôi đưa cậu ấy vào trong phòng. Chỉ có một chiếc giường và một chiếc sofa nhỏ ở bên cửa sổ. Còn lại là kệ gỗ và bàn thảo rơi tứ tung. Tớ ngồi ở đâu? Giọng cậu ấy trầm khàn. À trên giường đấy. Để bầu không khí hòa hợp hơn, tôi đặc biệt chỉnh đèn sang tông ấm. Tôi đã bày biện lại giá vẽ. Trần Hoài Chi ngồi bên mép giường, tay nắm chặt đai lưng, tựa như đang phân vân cao thấp với chính mình. Tôi bảo cậu ấy mau mau cởi ra. Cậu ấy chăm chú nhìn tôi hồi lâu rồi bỗng dưng thở dài. Ngón tay thon dài mảnh khiết, đang miết nhẹ đai lưng, áo choàng tắm trở nên lỏng lẻo. Lộ ra phần ngực trần, cơ bụng rõ ràng, đường nét gọn gàng, vừa đúng vừa đủ. Cả người đều lộ ra mùi vị nam tính nhưng lại không lố. Áo choàng tắm được cởi ra phân nửa, bên dưới là đường nhân ngư lúc ẩn lúc hiện. Cổ họng tôi khô khốc, định mở miệng kêu rừng, nhưng lại thấy người đàn ông nhắm mắt lại, vẻ mặt thấy chết không sờn. Bàn tay di chuyển nhanh chóng, cùng với hơi thở hồn hển tất cả đều được phơi bầy trần trội. Nhìn tới nơi nào, não tôi trống rỗng tới nơi đó. Tại sao cậu ấy, cậu ấy lại không mặc gì bên trong hết thế kia? Tôi nói cởi quần áo, chứ có phải là cởi sạch bách quần áo đâu. Cậu ấy chậm rãi mở mắt ra, làn da trắng như sứ của cậu ấy dần dần ửng đỏ. Cậu vẽ đi, đầu ngón tay của tôi đều cuộn tròn lại. Thật ra tôi cũng muốn vẽ lắm chứ, nhưng giờ tay cầm bút run rẩy hết cả, tôi không dám nhìn cậu ấy tí nào luôn. Ờ, à, thật ra cậu chỉ cần để lộ phần trên là được rồi. Cậu ấy phản ứng lại, khuôn mặt đen thùi lùi. Vậy sao cậu không kêu dừng? Chẳng lẽ giờ tôi thừa nhận tôi cũng muốn nhìn sao? Ngủ chắc. Cậu ấy yên lặng, quấn chiếc khăn tắm vòng quanh eo mình. Người động tâm cũng động. Đáy mắt trong veo, nhưng lại trông như sóng vỗ mạnh vào đá ngầm. Không khí trở nên cô động lại, yên tĩnh lắng động. Cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn tranh vẽ. Bốn tiếng đồng hồ trong đêm đó là khoảng thời gian gian nan nhất mà tôi đã trải qua. Sau khi trải nghiệm hình ảnh đó, giờ đầu óc tôi cứ hiện đi hiện lại bóng dáng ấy mãi. Có rất nhiều cảm hứng nhưng lại chẳng thể vẽ ra. Tôi đã ở trong phòng vẽ liên tục vài ngày tới quên mất luôn cả thời gian. Trần Hoài Trí thường lo lắng bởi vì không liên lạc được với tôi. Vậy nên tôi đưa chìa khóa dự phòng nhà mình cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ nấu cơm rồi mang đồ ăn qua cho tôi. Đêm đó, tôi đang nghĩ tới một cốt truyện khác. Tôi nói với Trần Hoài Chi rằng mình sẽ không ăn tối. Thuận tay ném quần áo bẩn vào máy giặt vừa mới sửa chữa. Đặt hẹn giờ xong, tôi cũng không quan tâm đến nó nữa. Sau đó đi thẳng vào phòng vẽ, đeo tai nghe, chìm trong thế giới của riêng mình. Khi tôi bước ra khỏi phòng vẽ thì cũng đã là 3 giờ sáng. Ở huyền quan có đặt một bát súp, nguội lạnh rồi chẳng đã để được một lúc lâu. Cũng chẳng gửi tin nhắn, cũng chẳng thèm mang vào, chỉ kỷ tới kỳ lạ. Sau đó càng kỳ lạ hơn, Trần Hoài Trí cứ liên tục nhìn tôi với ánh mắt nặng nề từ ngày này qua ngày khác, sắc mặt càng lúc càng đen. Ăn cơm với tôi cũng không thèm nói câu nào luôn, chỉ có tiếng chén dĩa va chạm vào nhau khi dọn dẹp, giống như đầu bếp gia đình nấu ăn trong yên lặng. Tôi bận vẽ nên không nhận thấy điều gì khác thường về cậu ấy, đến bây giờ nhìn kỹ lại thì sốc luôn đôi mắt cậu ấy đầy tơ máu, quẩn thâm mắt xanh đen, giống y chang nghệ sĩ thất bại. Gọi tắt là kẻ lang thang. Tôi ngậm ngừng hỏi. Cậu gặp chuyện đà kích gì à? Tại vì trả lời, cậu ấy nhìn chằm chằm vào cổ tôi, giọng đều đều. Bị gì vậy? Gì cơ? Khuôn mặt tôi ngơ ngác, cầm lấy gương soi thì thấy trên cổ có nhiều đốm đỏ, đều là bị gãi tới cả chảy ra. Chắc là bị mũi cắn. Mặt cậu ấy căng cứng, Sao nhà cậu lại có dép lê của Nam? Sao lại tự nhiên lạnh lùng đặt câu hỏi này thế? Nhớ lại thì hôm trước đi siêu thị mua đồ Dép lê khuyến mãi mua một tặng một À, cái đó sao? Tớ mua cho cậu đấy Không tốn tiền mua quá tuyệt vời Cậu ấy nhàn nhạt, nhạt hỏi lại Thật sao? Tớ đi size 43 Nhưng mà đôi kia là size 41 Xấu hổ quá Thế tôi không trả lời Cậu ấy tự như đang mong chờ gì đó Thế nhưng biểu cảm lại dần dần trầm xuống Điểm mong chờ cuối cùng trong đáy mắt cũng vỡ tan. Giọng điệu mỉa mai chưa từng có. Cậu tìm thấy cảm hứng nghệ thuật, rồi hết mình cống hiến cho nó sao? Tôi không biết những người khác thế nào, nhưng tôi có thể thề về chuyện này. Tôi đã tận tâm tận sức của mình để vẽ cả đêm. Cậu đi ra ngoài đi. Cậu ấy ngăn ngang lời tôi. Giận tới bật cười, tuy khóe mắt lại không tuôn nước mắt, nhưng lại mang tới cảm giác sắp vỡ hòa. Nó khiến tôi nghĩ tới cảnh sau đêm tân hôn, thì người vợ phát hiện ra trong mình ngoại tình. Nhưng đây là nhà của tớ. Vậy được rồi, tớ đi. Bóng lưng dứt khoát, cứ như ở lại thêm phút giây nào nữa cũng là dư thừa. Cái quái gì vậy? Chẳng phải chỉ làm người mẫu cho tôi thôi sao? Tôi có làm gì quá phận nữa đâu. Trong lòng buồn bực vô cớ, càng nghĩ càng bực. Nếu lúc đầu không muốn thì đừng nhận lời, tại sao mỗi lần xảy ra chuyện thì lại như là tôi ép buộc cậu ấy vậy? Cảm xúc tựa như bùn cát trộn lẫn vào nhau tâm trí tôi thành một mớ hỗn độn. Kể từ ngày hôm đó chúng tôi chiến tranh lạnh. Tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy nữa. Cậu ấy kêu tôi qua ăn cơm, nhưng tôi cũng không đi. Sau đó cậu ấy không gọi tôi nữa, còn tôi thì cứ đặt đồ ăn bên ngoài. Chùa cửa bỗng vang lên. Là điểm tâm mà tôi đã đặt. Zipper đội mũ lưỡi chai màu đen, đầu cúi thấp không thấy rõ mặt. Giao đồ ăn xong cũng nhanh chóng rời đi. Tôi vô thức nhìn anh ta thêm lần nữa. Khi tôi vào nhà và mở phần đồ ăn ra, Tôi thấy thức ăn của mình đã bị người ta đụng chạm Ngày hôm sau tôi cũng không dám đặt đồ ăn nữa Ăn mì gói vậy Khi tôi ra ngoài vớt rác Thì thấy một bó cúc trắng ở cửa Tôi nghĩ là giao nhầm địa chỉ Ai lại đi tặng hoa cúc trắng chứ Giây tiếp theo tôi thấy một tờ ghi chú dán trên đó Gửi cô Tống yêu quý Lông gà lông Việt của tôi dựng hết cả lên Giác cũng không thèm vớt mà chạy thẳng về nhà Ngay khi tôi nghĩ Đây chỉ là trò đùa của một đứa nhóc nghịch ngợm nào đó tôi lại nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Vì Vi xinh đẹp, em có thích món quà tôi đặc biệt chọn cho em không? Thôi xác định rồi, lần này tôi trở thành mục tiêu của tên biến thái nào đó. Căn phòng chìm trong yên lặng, bỗng tiếng chôn cửa đột ngột vang lên rồn rập. Tim tôi đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đầu óc đầy rẫy những vụ án hình sự. Không dám mở cửa đâu, đợi đến khi tiếng chuông ngừng lại, lưng tôi cũng ướt đẫm mồ hôi. Vừa định báo cảnh sát thì điện thoại bỗng reo chuông là cuộc gọi của Trần Hoài Chi. Giọng nói ở đầu bên kia vổ vập mang theo lo lắng. Bây giờ cậu có ở nhà không? Cậu có sao không? Tớ đang ở trước nhà cậu. Sợi dây căng chặt trong đầu tôi cũng đứt đoạn, giống như là con thuyền trôi giạt cuối cùng cũng tìm được bến bờ. Tôi mở cửa, chẳng nói chẳng rằng, nhào vào vòng tay của cậu ấy. Nước mắt tuôn ra như đê vỡ, chảy dài trên khuôn mặt. Cậu ấy ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ lưng tôi từ đợt này tới đợt khác. Đừng sợ, tớ ở đây. Chờ đến khi phát xong toàn bộ cảm xúc Tôi cũng khóc tới mệt là Giờ mới phát hiện Chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa Còn tôi bị cậu ấy ôm hờ vào lồng ngực Xúc cảm ngày eo hoàn toàn chân thật Tôi cảm thấy khuôn mặt mình nóng bỏng Cậu ấy cúi đầu Đưa tay xoa nhẹ phần đuôi mắt ẩm ướt của tôi Có chuyện gì thế? Dùng vài ba câu ngắn gọn Tôi tóm tắt lại chuyện mình bị kẻ biến thái để ý Cậu ấy nhíu mày Sự sắc bén nơi ánh mắt ngày càng nhiều thêm Báo cảnh sát đi Tớ đưa cậu đi cảnh sát nói đó có thể là một người quen nhưng hiện tại vẫn chưa đủ chứng cứ nghi ngờ người giao hàng nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng xác thật cần tiếp tục điều tra ra khỏi cục cảnh sát tôi mới ngộ ra một chuyện Sao cậu biết tới xảy ra chuyện cả ngày chỗ cửa nhà cậu không gieo cậu cũng không gọi đồ ăn ngoài sẽ mất một thời gian để điều tra chuyện này chỗ của cậu không an toàn cậu dọn qua chỗ tớ đi giọng điệu như thể không phải chúng tôi đang chiến tranh lạnh Nhìn vào khuôn mặt sạch sẽ gọn gàng của cậu ấy, tôi chậm gì gì nói. Cũng được. Sau khi dọn vào nhà cậu ấy, chúng tôi ăn ý, không nhắc tới chuyện chiến tranh lạnh. Một trạng thái cân bằng vi diệu được hai bên duy trì. Cậu ấy nhường phòng ngủ chính cho tôi, còn bản thân ngủ ở phòng ngủ phụ. Giữa đêm tôi ra ngoài uống nước, nhìn người đúng ra phải ngủ ở phòng ngủ phụ lại đang nằm trên ghế sofa. Màn hình laptop trên bàn cà phê vẫn còn hiện lên ánh sáng xanh. Đôi chân dài bất đắc dĩ phải cuộn tròn lại Tấm chăn mỏng gần như bị rớt xuống Ánh trăng dịu dàng soi xuống Lồng mi dày dợp thành một cái bóng dưới sống mũi Hơi thở nhẹ nhàng yên ắng Đêm đầu hè Trời vẫn còn xe lạnh Tôi chậm chậm bước đến Nằm lấy một góc chăn rồi đáp lại cho cậu ấy Giây tiếp theo Mắt cậu ấy lim dim mở Đáy mắt chất chứa vài phần mơ màng buồn ngủ Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó cảm xúc mềm mại của đôi môi cùng với sự ướt át nóng bỏng của mạch đập gần như bùng thành ngọn lửa. Dường như hồn của tôi đã lìa khỏi cơ thể vậy, cứ ngơ ngác giữ nguyên tư thế đó. Mãi đến khi hô hấp của anh ấy ổn định lại, tôi mới ngơ ngơ ngác ngác bước vào phòng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, người đàn ông trên sofa chậm rãi mở mắt ra. Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, lóe lên sự rối rắm đan xen phức tạp, cuối cùng thỏa hiệp. Đến đêm thứ năm, kẻ biến thái đã bị bắt, gã ta định đặt hoa cúc trắng trước nhà tôi lần nữa cuối cùng bị trần hoài chi bắt được sau đó tôi mới biết tại sao trần hoài chi lại không ngủ trong phòng mà lại chạy tới ngủ trên ghế sofa xưa chút nữa tôi quên trần hoài chi học khoa học máy tính ở gần cửa dễ bắt người kết quả thật bất ngờ người đó là một trong những đối tượng xem mắt của tôi khi gã ta bị trần hoài chi đưa tới đồn cảnh sát thì mặt mũi đã bầm dập răng cửa cũng đã gãy hai cái cảnh sát hỏi gã ta có chuyện gì vậy Gã ta liếc nhìn Trần Hoài Chi, cả người run lẩy bẩy. Trần Hoài Chi cười lạnh. Nhìn tôi làm gì, định vu khống tôi sao? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Lúc tôi nhìn thấy anh thì anh đã gãy hai răng cửa rồi. Đôi mắt gã ta hoảng loạn điên cuồng lắc đầu. Gã ta nắm lấy tay cảnh sát, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng vậy. "Đúng rồi đồng chí cảnh sát, tôi tự ngã." Gã ta biện hộ cho mình, bảo mình không phải là kẻ biến thái. Gã ta nói, đây chỉ là hành động bình thường giữa các cặp đôi. Cảnh sát nói Vậy tại sao anh lại tặng hoa cúc trắng Định đe dọa đúng không Gã đàn ông xem mắt Oản cho tôi quá Đó là bởi vì hoa cúc trắng rẻ nhất lại đang khuyến mại nữa Một bó có sáu tệ thôi Vậy tại sao anh lại đụng chạm vào đồ ăn cuối đặt Cô ấy chẳng biết tiết kiệm chút nào Ăn cơm hộp thôi mà cũng đắt như vậy Tôi nếm thử cũng không sai đúng không Trong gia đình chúng tôi Thức ăn thừa đều dành cho phụ nữ Tôi tức xong lại chất vấn gã ta nhưng mà tôi đã đồng ý hẹn hò với anh khi nào? Gã ta hùng hồn đáp. Xem mắt xong tôi cảm thấy cô khá ổn. Mẹ tôi cũng thấy vậy. Ngoại trừ cô quá cao, nhưng biến cưỡng cũng có thể vào được nhà họ Lý. Trong nhà anh không có gương hả? À? Anh nghĩ tôi sẽ chịu một củ khoai tây cao mét sáu sao? Trần Hoài Chi nói. Xem nét ngoại hình của đối tượng xem mắt thì cũng phải coi lại ngoại hình của bản thân mình. Những người xung quanh đều cố nhìn cười. Cuối cùng, Gã đàn ông xem mắt bị săn đe giáo dục và tạm giam 7 ngày. Mấy hôm rồi tôi chưa về nhà, nên tôi đem toàn bộ chăn đệm thay ra rồi bỏ vào trong máy giặt. Tôi chỉnh chế độ hẹn giờ. Nhưng cảnh tiếp theo làm tôi sốc muốn lòi mắt luôn. Cái máy giặt này bất ổn rồi. Nó dùng lắc điên cuồng không theo thiết tấu gì cả. Nghe như là tiếng người đang rên rỉ. ồn ào đến mức cả căn hộ đều nghe được ngoại trừ phòng vẽ cách âm của tôi. Điếc lộ tai thật chứ? Ngớ ngẩn, thật là ngớ ngẩn. Tống Vi Vi, cậu bảo gã đó cút đi, tớ giúp cậu tìm cảm hứng. Giọng nói tràn đầy giận dữ của Trần Hoài Chi từ xa vọng đến, tớ quay đầu lại, nhìn thấy cậu ấy như hóa đá mà đứng phía sau tôi. Nhìn chằm chằm vào chiếc máy giặt đang nhảy đầm, đứng yên không động, sốc tới gần như mất luôn cả vốn từ. Đùa à, chỉ dùng để giặt rũ thôi, mà sao máy giặt lại phát ra âm thanh đó chứ? Thời gian lắng động vài giây, những mảnh ghép trong tâm trí tôi sâu chuỗi lại, một suy đoán điên rồ hiện lên. Rồi định bảo ai cút, bảo nó cút sao? Tôi chỉ bảo máy giặt. Cậu đừng có nói, cậu tưởng cái giọng đó là của tớ nhá. Cậu ấy nuốt nước bọt, khẩu kết trượt lên trượt xuống. Mặt cậu ấy đỏ lên, trong đáy mắt vô vàn cảm xúc. Còn hiện giờ thì nhìn tôi với ánh mắt trột dạ. Tôi cười mỉa. Cậu không có miệng hả? Hay không biết trực tiếp đến hỏi tớ à? Sống lưng của cậu ấy thẳng tắp, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mang theo nỗi cô đơn khó nhận ra. Nếu như em không chấp nhận anh thì anh có biện pháp gì cơ chứ? Cũng ổn, em cũng đã sẵn sàng kết hôn. Người ta nói khi say đều là lời nói thật lòng. Tôi lấy ra một chai rượu lén trộm của bố tôi. Anh uống được không? Anh ấy chẳng thèm suy nghĩ. Tất nhiên là được, chuyện gì cũng được cả. Tôi bật cười. Hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa, tuy không nói chuyện, nhưng chúng tôi đều biết bản thân đang chờ đợi điều gì, trong lòng cũng rõ ràng. Ánh mặt trời chạng vạng rơi xuống từ ô cửa kính rồi lặng lẽ tới sàn nhà. Dáng chiều dịu nhẹ gọt rửa toàn bộ cơ thể. Khuôn mặt của tôi nhuộm một màu hồng phớt. Đôi môi anh ấy còn lưu lại men rượu lấp lánh. Đôi mắt ngà ngà say mang theo vẻ mơ màng lại quyến rũ. Tôi đột nhiên tiến lại gần, khoảng cách ngắn tới nỗi hai hơi thở đan xen hòa quyện vào nhau. Chẳng phải lúc trước nói gả cho em, nhưng sau đó tại sao lại không chịu nữa? Tôi luôn muốn tìm đáp án cho câu chuyện ở quá khứ Anh ấy cắn môi Giọng điệu tủi thân Ai bảo là anh không muốn Anh ngượng ngùng Là ngượng ngùng đấy biết không Anh ấy hít mũi Nhìn ra ngoài cửa sổ Em thích dáng vẻ nào Anh liền nỗ lực trở thành dáng vẻ ấy Em cũng bảo rằng Em sẽ đợi anh Nhưng cuối cùng em lại đi xem mắt trước Mười năm qua Em chẳng gọi điện lần nào cho anh cả Em biết mười năm qua Anh trải qua như thế nào không Tôi tựa đầu vào đầu anh ấy, nhẹ nhàng vuốt ve vành tay của anh ấy. Anh đang yêu quá đi, vẫn dễ thương như hồi còn nhỏ. Anh ấy hử một cái và quay đầu lại, nhưng ngón tay lại lặng lẽ đến gần, chạm nhẹ vào đầu ngón tay tôi, rồi sau đó mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Dì nói em thích kiểu ngoài lạnh trong nóng, anh có thể học được, thế có thể quyến rũ được em không? Anh ấy ôm chặt lấy eo tôi, ấn tôi xuống ghế sofa. Tôi mỉm cười không đáp bầu không khí ngày càng nóng động lại anh ấy chậm rãi đến gần hô hấp dần nặng nề hơn bỗng dừng bên ngoài có tiếng mở cửa trước khi chúng tôi kịp phản ứng mẹ tôi và dì trần đã đi đến chỗ huyền quan nhìn thấy rõ tình hình trong phòng khách giây tiếp theo hai người họ rất tự nhiên mà xoay người làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi bước ra cửa sau đó chuyển đến những tiếng cười giòn tan tôi đã bảo hai đứa nhỏ rất hợp nhau mà tôi nói rồi Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thành thông gia thôi Tôi vòng tay ôm lấy anh ấy Treo gẹo nói Cắt Vợ kịch đến đây là kết thúc Anh ấy nghiêm túc sửa lại Ngốc à Đây rõ ràng là chuyện tốt Ờ Chuyện tốt đã đến Chúng tôi mất liên lạc từ xuân sang thu Từ năm này qua tháng khác Và bây giờ Xuân hạ thu đông Chúng tôi ở cạnh nhau